bà cô chú và tất cả các bạn đang xem lên kênh Ăn Nhỏ Miền Quê. Thì mấy bữa hôm nay á, mấy chị em của mình cũng chuẩn bị để gói bánh tét nhân cái dịp Tết Nguyên Đán năm dần. Tự nhiên nhớ tính đến năm con cọp. Thì mình đã chuẩn bị xong hết. Bữa nay mình vô nhà cô Năm để mình mượn cái bếp củi á. Rồi sẵn tiện mình mượn cô Năm với cô Hai với mấy chị cùng phụ gói bánh với mình. Mình gói bánh năm nay thì mình có khách đặt để mình giao cho khách. Rồi mình cũng gói thêm ít cái nếp nữa để cho gia đình của mình cũng như mấy chị cùng ăn. Thì giờ mình mời cả nhà cùng vô trong nhà cô Năm để mình gói bánh nha. Giờ mình vô tới nhà của cô Năm rồi. Thì sáng giờ hai chị với mấy cô mấy dì cũng phụ mình để xào nếp á. Rồi nạo dừa mình ướp mỡ, còn đậu với nếp thì mình đã ngâm trước rồi. Nếp thì bữa nay mình làm 9 kg, mình làm khoảng 10 dừa để cho cái bánh của mình nó được béo hơn. Chị Hai học hỏi gì ngồi im re hả? Chị không biết gói hả? Không, mở đèn lên mẹ. Mở này thì hôm qua cô Năm có ướp một miếng tiêu, một miếng muối, một miếng đường, rồi mình đem đi phơi nắng. Nên cái mỡ của mình nó trong nè. Chuối này thì mình cũng ướp miếng đường để tí nữa mình gói cho nó ngọt á. Còn nếp thì mình xào với nước cốt dừa. Xanh này thì mình ngâm trước một đêm á. Đậu với nếp mình ngâm thì mình ngâm một chút xíu muối vô nữa. Vậy chị Hai nhảy vô đi. Đúng rồi. Dì Mười đang ra chờ đợi đặng mình cọp. Dì Mười không biết gói. Chị Hồng nãy giờ nhanh tay quá, chưa nhìn kịp là xong một đòn rồi đó. Chị Hồng thở cứng rồi ha. Dây mà cắn răng nữa kìa chị Hai. Đúng rồi, như dây. Một hồi cười găng cái găng cửa găng hàm gì đâu mất tiêu hết tên. Vậy rồi gặp mấy người rụng răng rồi làm sao cắn. Cái nào mà thấy cái đầu lớn thì trước. Dạ đúng rồi. Cô Năm là thợ gói, cô Hai là thợ chim. Chuẩn bị lá dây cho cô Năm. Cô Hai gói đẹp mà cô không chịu gói. Cô Hai cũng khéo lắm mà cô không gói. Nay cô làm thợ phụ. Đây nay có chị Tho nữa. Mình thợ phụ cũng nhiều lắm nha. Chị Hai thợ vàng. Bên kia chắc thợ bạc à. Vàng xong chưa chị? Chào cả nhà. Em cột mà cột cũng không được luôn á. Đầu nhỏ đầu bự chứ không khi nào được đều á. Buộc cái đầu lớn trước á. Dạ. Để con ít có làm á, cái con làm không quen. Còn đầu lớn trước. Vậy là con đang nói chị Hồng buộc. Là hai người là đúng ý rồi đó. Mình đi ngủ. Chị Thơ đang nghỉ Tết chị Thơ. Dạ chị đổi nghề, hôm qua tới nghề có bánh tét rồi. Chị Thơ đợi cô Năm cột xong cái đưa qua hả? Về chị bên khâu gì? Chị khâu che đâu? Che rồi hả? Để đưa cho chị bộ. Chụp nha mời. Mười cầm đồ tát nổi không? Mười hứng không đây. Chị đòn bánh tét mà dì Mười với ôm đi. Đòn bánh tét của mình nó ngắn ngắn nhưng mà nó mập 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 tròn tròn nha. Cái này
nó giống mình. Hồi nó cô gói ăn đòn giống chị Hồng giùm con ấy nha. Đòn giống chị Hồng, đòn giống chị Hai. Đòn giống chị Hai nữa. Đòn giống chị Hai dễ rồi. Lá chuối không hả? Không có dí nếp là vừa. Chị Hai mình giờ đổ nếp vô cái lá chuối á, để mình vàng đều ra. Một chục dừa luôn mà mười. À, 9 ký nếp mà ăn chục dừa con hai. Cái lá chuối mình để hai cái ngửa một cái úp hả chị? Làm chừng nào láng mới được hả chị hai? Vuông nhất chị nè, cho đều. Cũng như là vuông mới đạt phải không? Cho dẻ. Dẻ vậy cho nên nấu cũng dẻ nữa. À. Nấu cho nó dẻ. Rồi cái này đem đi chiên ngon lắm nè chị hai. Thôi. Sao chiên. Sao chiên. Cho dẻ nha cho chị ăn ngon. Xe lu. Giờ cô Năm đang để đậu vô đặn mình chuẩn bị gói nè. Còn gói gì? Vô gói luôn anh Thái ơi. Đúng rồi. Cái đó, mình để đậu rồi, mình để cái cục nhân vô giữa. Giờ cô Năm để tiếp đậu vô nè. Lấy tiền cơm. Ôi nhìn thấy thấy ham quá. Giờ cô cuốn lại. Giờ cô Năm cũng cuốn lại nè. Đó. Cái công đoạn gói bánh tét nhìn đơn giản nhưng mà khó lắm luôn á. Khó chứ, ai nói dễ mà đâu. À, khó. Sợ mình phải nhân. Làm sao cho cái nhân nó vô giữa nữa. Hồi nào giờ cô cũng không có gói á. Giờ cô gói đại vậy. Không biết ngay không nè. Tắt cho anh. Cô Năm dùng dây thun mình cột lại á. Chứ mình không có lấy dây lát này cho nó nhanh mà nó gọn nữa. Cột cái chút xíu mình mở nha. Ăn ấy mình mở nha. Rồi vậy là đưa qua chị Thơ hả cô Năm? Cô ấy cái đầu này nè. Dạ. Cô bịt cái đầu á. Cô để này cho đây vô đầu nó đừng có. Nãy quên canh đồng hồ thử khen đòn mất bao nhiêu phút vậy hay? Ủa cái đòn cô hai đang cột cà đá ra không? Ký với cô hai bự chán luôn. Ký vô nè. Có cần không? Phải lên dưới này. Này bị thiếu rồi nè. Thiếu nè. Dạ nó bị đỡ rồi. Nữa. Nữa rồi. Là nghe cái đòn bự mà cái dây thun nó nhỏ đó. Chịu không nổi buộc nãy. Theo dõi chị Tho thì chỉ làm gì mần mò nãy giờ chưa xong kìa chị. Bại lại cái này cái đòn này chị ấy lại mà. Sửa hả? Chị sửa lại. Cô ban giám sát nữa. Lấy đũa chọc chọc dữ. Quá trời quá đất coi chị hai. Ôi chị Hồng. Từ từ mới đẹp chứ cô hai. Không biết làm rồi đó. Để uống gì lát cho nhắn miệng khỏe hơn rồi nha. Con nắm cái cổng thôi. Bữa nay cũng gần Tết rồi mà trời mưa, tự nhiên có đám mưa to ghê. Chị hai mình đang gói bánh tét chuối. Nãy giờ bánh tét mỡ bự quá làm như chị sợ gì á. Giờ chị gói bánh tét chuối nè. Khéo ghê không? Vừa gói vừa cột luôn. Xong chưa chị? Xong rồi.
Ủa đâu sách lên ơi. Ở dưới kinh quá ạ. Nãy giờ trời mưa mình lo đi ra bên ngoài không mà không có để ý chị hai gói. Giờ vô thấy chị làm đẹp quá à. Làm gì kỳ, mấy bà làm gì. Dám nói. Có mẹ chồng ngồi đây mà dám nói hả chị cô hai? Dám nói. Đi thông tin bây giờ. Con biết đâu dám uống rượu không? Thở thôi. Em không biết làm sao chứ vừa mắm chị làm ra là 10 người khen đủ 10 người. Ăn nhai giòn rớp rớp. Từ hôm chị làm nay dám chừng 10 ngày mà em ăn vẫn còn giòn á chị hai. Chị nói giòn. Nói gì thôi, thứ gì biết mà không nói. Chơi như vậy. Từ chối. Dạ. Dạ. Nãy giờ em thấy đang đi hái lá giang nè, đang mình nấu gà nấu lá giang. Để chút nữa hai cô với mấy chị mình gói xong với mình ăn gà nấu lá giang. Gói này mệt lắm á cô, mất cả hết một ngày luôn chứ đâu có ít đâu. Tí nữa mình còn chậm củi, mình canh khuya lắm. Tối nay hai mình canh nha Thái. Còn mình đâu có nhà. Tối nay cho thôi, anh Thái nấu. Rồi tối nay canh luôn. Anh Thái nãy giờ chạy vòng ngoài. Kiểu nãy giờ dạo dạo ngoài vàm chưa vô vớn. Dạo dạo ngoài vàm chưa vô vớn hả? Dạo dạo ngoài vàm à. Vậy tối nay canh là vô vớn á. Mở ra cho con hả? Anh mở ra đi. Mẹ mở đi mẹ. Thôi anh mở đi, nóng lắm á. Cô Năm cái tay ngắn em sợ á. Wow, cái nào bánh tét của mình nè. Rồi chiều giờ mình chạy đi lấy trái cây để mình giao cùng với bánh tét á, nên là mình không có quay được cái đoạn mà bỏ vô. Giờ mình nấu được 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Ồ, cái nồi bánh tét của mình nè. Cuối bữa chứ hơi cuối bài bà nữa nha. Cả nhà ơi, cả nhà ơi. Quá đã luôn. Nấu thâu đêm nay. Cuối bữa nó mới ngon nha Ngọc. Đặc biệt. Nó sôi đều hết từng ăn. Dạ. Mình đã bước qua đứng thứ 2 rồi nha cả nhà. Đứng thứ 2 rồi, đứng thứ 3, phút đầu tiên của tiếng thứ 3. Ôi ngồi ngay đây ấm hay ghê luôn á. Tết mà có cái nồi bánh tét về là ấm lòng hay cô đâu. Có dựng Nam nhà cô kêu kéo bóng ra. Dạ. Tại cái này là cái nhà bếp củi của cô Năm mà để nấu ban ngày mình nấu nước được thôi à. Nên là ban đêm không có đèn, mình dùng cái đèn pin. Cô để lá dứa vô từng ăn. Dạ, có lá dứa trong đây nữa thơm ghê. Một ngày vất vả nè. Được nồi đầy. Đậy đúng người mới được anh Thái. Con Năm đậy được anh chưa thấy không thấy mẹ. Nó thấy không ngồi đó vậy á. Nó không khích thì gì anh Thái. Không được. Không có tay con Năm đậy không thiệt. Anh với chị Tho nãy là mấy lần luôn á. Thì nó không hiểu luôn á. Tại sợ nóng. Tay không mẹ phải, con... tay mẹ không có nóng. Này là hình tính cũng quay tính cái tính mình cũng không nóng. Cái mình nóng cái tính mới hơi nhích nhích cái sàn ngoài sàn phải từ. Thôi anh Thái diễn tả coi nghe hấp dẫn quá ha. Từ mới cảm nghiệm được. Cái lò này Dũng Năm tự xây mà đẹp quá hả cô Năm? Dũng Năm đắp bằng đất không á. À, hút cái ghê luôn á, mình chậm lửa hút lắm. Ừ, đất không, Dũng Năm đắp đất. Ở tối nay mình canh cái nồi này chắc tới 2 giờ sáng á. À, tối hôm qua mình với nhà cô Năm cũng thức để nấu cái nồi bánh tét. Mình canh tới 12 giờ mới xong. Lúc đó khuya quá trời luôn, buồn ngủ nữa nên là không có quay lúc vớt ra. Khi mà mình vớt bánh tét từ ở trong cái nồi nước nóng ra, mình rửa qua nước lạnh để cho cái da bên ngoài á, nó không có bị bám mỡ. Cái nồi bánh tét mình nó khô á. Thì đây là cái sản phẩm của má chị em mình nè. Này là đòn bánh tét nhân đậu mỡ. Còn đòn này là đòn chuối. Giờ là chị Hồng sẽ cắt ra cho cả nhà xem nha. Ở bên trong nhưng nó như thế nào. Thích ăn đồ này. Chị thích ăn đó hả? Em cũng thích ăn đậu mỡ nữa. Wow. Ôi đây quá đẹp luôn. Ăn bánh đã. Hôm qua mình gói 9 ký nếp thì mình gói được 31 đòn. Cái đòn này bự vậy là 1 ký mốt nè. Còn mấy đòn kia thì 800 gram. Còn đòn chuối thì 900. Mình cũng giao cho mấy chị khách ở trên Sài Gòn á. Giờ mình chừa lại mấy đòn cho mấy chị em mình ăn với mỗi chị một đòn. Ôi đã ghê luôn.
Đây. Ôi đẹp ghê luôn á chị. Cái đậu của mình nè nó mịn luôn y như đậu mà mình nấu vậy á. Nó không có bị hột á. Rất là ngon luôn. Trời hấp dẫn ghê chị. Đó, cái này hai cục mỡ luôn nha. Bánh đã gì đâu ha. Quá ngon luôn, tuyệt vời. Thành công tốt đẹp. Trời ơi, hôm thức khuya sáng mình dậy muốn không nổi luôn, muốn chóng mặt. Rồi giờ tới chị. Được, cắt, cắt chuối đi chị Hồng ơi. Cắt chuối đi. Đây, cái đầu mà chuối ra tới ngoài luôn nè. Ồ, chuối đỏ tươi luôn. Chuối này mình ướp miếng rượu nên nó mới đỏ đúng không chị ơi? Miếng rượu với muối thêm miếng đường nữa. Dạ. Nên cái trái chuối của mình nó đỏ đẹp nè. Mà bên trong này á, nó ăn nó hơi ngọt ngọt, nó giống như là nó lan ra cái phần nếp á. Mình ăn cái đầu chuối nó ngọt lắm. Ồ, chuối đẹp quá trời luôn chị Hồng ơi. Cái đó mà cưng để ninh chút nữa là đỏ nó ra viền ngoài luôn rồi, nếp luôn á. Thành hai màu ba màu luôn á phải không chị? Đẹp dữ lắm. Bánh tét của mình đây. Nhân chuối, nhân đậu mỡ. Ôi cái đòn bánh tét quá trời ngon luôn. Vì Nam gói đẹp ha. Đòn bánh chà bá đã hay được. 20 năm mới gói á. Cái đậu nó xoay tròn luôn, đẹp quá trời luôn. Mời ông bà cô chú và tất cả các bạn mình cùng ăn bánh tét với nhóm ăn nhỏ miền quê nha. Mời cô Năm. Mình thưởng thức đi bao nhiêu công lao nè chị Hồng. Trời ơi, đã gì đâu á. À, em ăn cái thanh này đi. Em thấy cái cục mỡ bự này em khoái à. Cứ bệnh nha. Dạ, ăn đi cô Năm, ăn chị Hồng. Mời cả nhà cùng ăn bánh tét với mình. Thành quả của mình đây. Thấy đồng bự mà thấy đồng bự mà thấy thèm thì quá. Bánh nhân mình thì gói bự vậy nè. Trời ơi, cái nếp nó dẻ ra nè. Nó thơm nó ngon. Cái nếp dẻ quá trời vậy ơi. Cái đậu sao mà mất cái hột luôn nè, y như đậu nấu luôn ha. Cái nếp này dẻo nhẹo luôn á. Nó vừa mà nó không có. Nhưng mình gói đậu sống vậy ăn nó. Để coi cắn mấy cái nó mới tới cục mỡ đây. Đậu sống ngon hơn. Dạ. Cái kia cho mình cắn cho nó mềm. Ừ. Sống gói cục mỡ làm cái bập ấy. Làm cái bự. Con đâu làm cái bập. Con làm con giật mình luôn nhất. Tại vì cái miếng này là bự quá chị Hồng. Bự quá. Mà ngon. Ăn miếng đáng miếng. Ngon. Cái bàn tập ổng sao. Ồ cái gì nó thơm. Có tiêu á. Cho ướp vào miếng tiêu á. Thơm. Nãy giờ mang ba lần rồi mà chưa tới cái cục mỡ nữa. Cắt ghế cái chặt á. Ngon. Để lá này dính qua, chê xong vậy đi. Canh ngay cục mỡ mà hoài cũng tới. Để cho rớt nữa. Ngon. Em đang nhìn cái giấy cục mỡ. Cắn cái cục mỡ rồi nha, cái này nó mới béo, trời nó đã nè. Dạ, vừa ăn. Đậu nó ngon ghê, đậu nó béo. Đã cục mỡ nó ngon. Thơm ngon. Rồi ăn thanh bánh đã đời luôn. No luôn á. Ờ, con nhận cái cục mỡ thì nó ngon quá trời vậy không? Em thích bánh đậu mỡ mà chỉ thích cái cục mỡ thôi nha, còn cái đậu thì không thích không? Không thích bánh chuối hay bánh này? Con thích bánh này. Cô cũng vậy á, hôm qua hỏi rồi nên cũng hỏi nữa. Con thích bánh đậu mỡ à? Clip của mình thì cũng đã hết rồi, hẹn gặp lại cả nhà nha. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.